khán giả Quảng Ngãi có dịp thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc sôi động tươi trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023. Khát vọng sinh viên là chủ đề đêm nghệ thuật. Những câu chuyện về khát vọng trẻ, khát vọng sinh viên đã được kể cùng âm nhạc với sự trình diễn của tập thể hội viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh, cùng sự góp mặt của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình không kém phần sôi động và cũng đầy cảm xúc là sự khởi đầu cho hành trình mới của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa 2. Tại chương trình, anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng 70 triệu đồng là số tiền của cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, hội sinh viên, đoàn viên thanh niên trong tỉnh hỗ trợ cho quán cơm xã hội nụ cười sông Trà.